chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ với phóng viên của báo An ninh Thủ đô. Xin anh chia sẻ về tình trạng bệnh gút của mình trong quá khứ cũng như hiện tại. Vâng, chào anh. Bệnh gút của tôi thì được phát hiện từ đầu năm 2009. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Thì thời gian đầu thì gặp cái bệnh này thì chân rất là đau ở khu vực mà mắt cá chân. Và do là gia đình tôi có bố và anh trai cũng bị cái bệnh này nên là từ thời điểm đó tôi sử dụng thuốc theo thói quen của gia đình đã từng sử dụng. Có sử dụng một cái loại thuốc tây. Và thuốc tây này thì uống từ 1 cho đến 2 ngày thì sẽ giảm đau luôn. Và nó có những tác dụng phụ như là chóng mặt, đau đầu, buồn nôn cũng như là tiêu chảy theo đúng như là những cái khuyến nghị và cảnh báo trên cái hướng dẫn sử dụng thuốc. Và đây là một trong những cái loại thuốc tây phổ biến nhất khi mà người ta sử dụng để điều trị các cái cơn đau cấp của bệnh gút. Vâng. Thế sau đó thì đến khi nào anh quyết định là chuyển sang cái loại thuốc khác mà anh hy vọng là nó hiệu quả hơn? Thì như anh biết thì là sử dụng thuốc tây thì nó sẽ giảm đau nhanh, nhưng mà nó có những cái tác dụng phụ và rất là rõ ràng mà như là trong thuốc cũng đã nêu rồi. Và để muốn tránh cái tác dụng phụ của thuốc đó thì là tôi cũng tìm đến nhiều những cái nguồn mách các cái loại thuốc khác nhau. Và khoảng hơn 1.5 năm trước đây thì qua bạn bè thì có biết đến một cái loại thuốc nam có được quảng cáo giới thiệu là khi mà dùng thuốc này thì sẽ thứ nhất là giảm đau nhanh, cũng tương đương với cái thuốc tây kia. Ngoài ra thì không có tác dụng phụ như thuốc tây và có thể giúp hỗ trợ điều trị gần như là dứt điểm của bệnh gút này. Vâng. Sau khi uống cái thuốc nam này thì anh thấy cái tác dụng của nó như thế nào? Khi uống thuốc nam này thì tôi thấy là có vẻ như là nó đúng như cái cam kết của cái nhà thuốc này. Đó là uống vào thì khỏi nhanh. Và cái chu kỳ mà tôi gặp những cơn gút cấp thì nó giảm đi rất là nhiều. Và nếu có gặp thì nó cái cơn đau nó cũng rất là nhẹ thôi. Nhưng mà khoảng 4... Xin lỗi tăng anh một chút là lúc đó anh có thấy tác dụng phụ gì không? Lúc mà vừa dùng thuốc? Tôi không thấy có tác dụng phụ gì cả. Và tôi khá tin tưởng vì thường là thuốc nam thì cũng không có tác dụng phụ gì. Em chỉ thấy một điều cũng hơi lạ là đúng là thuốc nam nhưng mà nó lại có tác dụng giảm đau nhanh hơn cả thuốc tây. Mà cũng cảm thấy nó cũng rất là hay vì nó không nhận thấy có một tác dụng phụ gì cả. Vâng. Sau đó thì anh bắt đầu nhận thấy những cái dấu hiệu bất thường từ khi dùng cái thuốc nam này từ khi nào? Khoảng độ 4 đến 5 tháng gần đây ấy, thì tôi thấy có một số những cái biểu hiện bất thường như sau. Thứ nhất là cơ thể với cả đầu óc cũng hay bị mệt mỏi, stress. Mọi người có thể là công việc bận, không bận cũng rơi vào cái trạng thái như vậy. Thứ hai nữa là nhiều người nhận xét và tự mình cũng thấy là có vẻ như là mặt tôi bị phù theo kiểu dưới nước. Cơ thể thì vẫn bình thường thôi. Nhưng mà cũng có ăn uống có tăng lên nhưng mà tăng cân không đáng kể. Nhưng mà mặt thì nó bị phù và bị dưới nước. Cái thứ hai nữa là gần đây khoảng 4-5 tháng gần đây thì những cái cơn đau gút cấp của tôi nó kéo dài hơn bình thường. Trước đây thì uống cái thuốc tây hay là thuốc nam này thì chỉ khoảng 1 cùng lắm là 2 ngày là nó sẽ cắt cơn đau ngay. Nhưng mà gần đây uống thuốc vào thì có khi đến khoảng 5-7 ngày thì cơn đau nó mới hết. Mà những cái cơn đau nó rất là dữ dội. Chỉ có nằm trên giường thôi, không có đi lại hay làm việc, không có sinh hoạt được bình thường gì cả. Chỉ có nằm trên giường thôi. Vâng. Thế lý do nào khiến anh quyết định là đến bệnh viện kiểm tra? Thì trước đây tôi dùng thuốc tây thì uống là nó đều có hiệu quả, chỉ có điều nó tác dụng phụ. Và do cái tác dụng phụ đó nên là tôi mới tìm kiếm những nguồn thuốc khác. Thì thời gian đầu uống nó rất là hiệu quả. Nhưng mà gần đây thấy cái thuốc nam này uống nó hiệu quả nó không còn nhanh như trước nữa. Uống 5-7 ngày mới khỏi. Thế nên là tôi thấy có sự bất thường cộng với cả một số những cái biểu hiện như là mặt bị phù, giữ nước. Thì tôi quyết định là đi khám xem là cái tình trạng bệnh gút của mình có xấu đi không, cộng với cả liệu tôi dùng thuốc nam kia nó có ảnh hưởng gì không. Thì tôi quyết định là vào một bệnh viện Hà Nội để khám. Thì bác sĩ cũng có hỏi về tiền sử bệnh cũng như là cái cách thức sử dụng thuốc của tôi trong thời gian vừa qua. Thì tôi cũng có chia sẻ với bác sĩ. Thì bác sĩ nói ngay là theo kinh nghiệm của mình thì khi mà sử dụng những cái nguồn thuốc nam bên ngoài thì có rất nhiều các đơn vị là họ cho một cái chất làm đau kháng viêm. Là chất gì ạ? Nó tên là corticoid. Vâng. Thì bác sĩ nói là khi mà sử dụng cái thuốc này lâu dài và đặc biệt là quá dài như là tôi trong khoảng 1.5 năm thì nó có khả năng là ảnh hưởng đến một chức năng của một tuyến tên là tuyến thượng thận. Thì tác dụng của cái tuyến này theo như bác sĩ giải thích thì là trong cơ thể khi mỗi lần bị đau, bị viêm một bộ phận nào đó
ngoài các cơ chế miễn dịch và giảm đau của cơ thể thì cơ thể có một cái tuyến là tuyến thượng thận sẽ tự sinh ra một cái chất tên là corticoid tự nhiên, vâng, sẽ giúp giảm đau và kháng viêm cho cơ thể. Và chính vì thế mà nó sẽ kết hợp với các cái thuốc chúng ta uống vào là làm giảm cơn đau đó. Thì khi mà chúng ta dùng quá nhiều corticoid từ bên ngoài đưa vào thì cái tuyến thượng thận này sẽ nhận thấy trong cơ thể luôn tồn tại cái chất đó và nó sẽ không sản sinh hoặc là sản sinh rất là ít cái chất đó ra và vâng, làm suy cái tuyến thượng thận này. Vậy cái kết quả xét nghiệm của anh lúc đó như thế nào? Thì bác sĩ yêu cũng chỉ định xét nghiệm những cái chỉ số liên quan bệnh gút cũng như là chỉ số tên là chỉ số cortisol, là chỉ số thể hiện cái khả năng sinh ra corticoid của tuyến thượng thận. Thì hôm đấy tôi có nhớ là đọc cái bảng kết quả xét nghiệm. Thì hôm đấy tôi xét nghiệm vào buổi sáng thì cái ngưỡng mà chỉ số corticoid của tuyến thượng thận vào buổi sáng nó rơi vào tầm 6 cho đến 22 thì chỉ số của tôi xét nghiệm được nó chỉ có 0.12, nghĩa là thấp hơn quá nhiều so với cái chỉ số cho phép. Và cộng với cả tôi tự thấy là trong cơ thể mình có những cái biểu hiện mà giống với cái tác dụng phụ của corticoid mà tôi có nghiên cứu trên internet cũng như là tham khảo từ phía bác sĩ. Vâng, tức là anh phán đoán là cái thuốc nam. Phán đoán là có thể là tôi đã dùng corticoid một thời gian dài mà không biết, và khả năng là nó ở trong cái thuốc kia, vì trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng không dùng thêm những cái thuốc gì khác điều trị bệnh khác. Vâng, anh cho hỏi là sau khi mà anh vào viện và anh xét nghiệm thấy như thế và anh nhận ra là cái thời gian anh dùng thuốc nam là có khả năng anh bị nhiễm corticoid từ cái nguồn này, thì sau đó ở bệnh viện đã điều trị cho anh theo hướng nào? Khi mà phát hiện ra là cái tuyến thượng thận của tôi bị suy như vậy thì bác sĩ đã chỉ định để điều trị hai thứ. Thứ nhất là phải tiếp tục điều trị bệnh gút theo một cái phác đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra, bao gồm những cái thuốc kháng viêm, giảm đau, thuốc tây có chỉ định và kiểm soát rõ ràng, dùng trong một giai đoạn ngắn để giảm cơn đau cấp, đồng thời là sử dụng thêm những cái thuốc để đào thải axit uric ra khỏi cơ thể để tránh những cái cơn gút cấp tiếp theo. Cái thứ hai là phải uống thêm một cái thuốc tên là hydrocortisone, nó sẽ hỗ trợ cơ thể để hồi phục lại cái chức năng của tuyến thượng thận đã bị suy của tôi. Thì sau 2 tháng điều trị theo phác đồ đó thì tôi có kiểm tra lại chỗ bác sĩ đó, cùng bác sĩ đó và cùng bệnh viện đó, thì khi kiểm tra lại các chỉ số thì các chỉ số liên quan axit uric của tôi cũng đã được điều chỉnh đáng kể, mặc dù vẫn ở trên cái mức cho phép, tuy nhiên nó đã điều chỉnh ở một cái tỷ lệ đáng kể. Đồng thời là cái tuyến thượng thận của tôi kiểm tra cái chỉ số cortisol thì là nó cũng đã quay trở lại cái ngưỡng cho phép, và hiện tại là tôi không phải dùng thuốc điều trị để hồi phục cái tuyến thượng thận nữa. Sau khi có những kết quả xét nghiệm và quá trình điều trị tại bệnh viện như vậy thì anh có truy vấn lại nơi bán thuốc này hay không? Tôi khi mà có kết quả xét nghiệm như vậy cộng thêm những cái triệu chứng mà tôi gặp phải thì cá nhân tôi đánh giá là 90% là cái thuốc đó nó có chứa corticoid rồi. Thì tôi có trao đổi lại với cả nhà thuốc thì cũng được nhà thuốc xác nhận lại là thuốc này là hoàn toàn 100% là thuốc thảo dược tự nhiên, không cho thuốc tây các cái hóa chất ví dụ như corticoid vào. Ngoài ra thì tôi cũng tham khảo trực tiếp trên cái fanpage của Facebook cũng như là các website của nhà thuốc này, thì họ có những cái bài đăng nói rất rõ là sản phẩm của chúng tôi là hoàn toàn tự nhiên và không sử dụng các cái chất như là chất corticoid để... Tức là họ không thừa nhận việc là cho corticoid vào trong thuốc của họ, mặc dù anh đã trao đổi với họ rằng là anh có những biểu hiện giống như vậy và kể cả kết quả xét nghiệm cũng cho thấy kết quả như thế. Chính xác. Vâng, nhưng họ không thừa nhận. Vâng, vâng. Anh cho hỏi là anh có thể khẳng định là cái liều dùng cái thuốc của anh đúng như cái khuyến cáo không ạ? Đúng, tôi dùng thuốc đúng theo những lộ trình và khuyến cáo từ phía nhà thuốc, không tự ý uống theo cái lộ trình và phác đồ của mình. Vâng, cảm ơn anh.